vì sao là một bản sao của Trung Quốc nhưng tổng trọng lại chống tham nhũng thất bại. Sau đại hội lần thứ 12 với sự ra đi của ông Ba Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lập tức khởi động chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, hay còn gọi là công cuộc đốt lò. Đây chính là bản sao của chiến dịch đào hổ diệt ruồi mà người đồng cấp Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã khởi động từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Trong khi chiến dịch đào hổ diệt ruồi ở Trung Quốc thành công đáng kể, thì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng vẫn chưa thành công, nếu không muốn nói là đã thất bại hoàn toàn. Trong gần 13 năm cầm quyền trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, tình trạng tham nhũng dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề thuyên giảm, mà còn lan rộng tới các lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy này. Chỉ trong vòng hơn 2 năm của Đại hội lần thứ 13, đã có hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý kỷ luật hay bị khởi tố bắt giam. Trong đó, danh sách các ủy viên Bộ Chính trị bị thôi chức hoặc bị miễn nhiệm lên đến 6 trên tổng số 18 người, bao gồm Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai. Theo giới phân tích, ông Trọng đã trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của chính ông. Song rõ ràng, chủ trương chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hay của Tổng Trọng nói riêng đã không kiên quyết và triệt để. Nếu so sánh với công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc, Tập Cận Bình sẵn sàng áp dụng bản án nghiêm khắc nhất là tử hình với các quan chức cấp cao của Đảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào ngày 29 tháng 5 cũng đưa tin Trung Quốc tuyên án tử hình một cựu quan chức quản lý tài sản vì nhận hối lộ. Bản tin cho biết Tòa án Trung Quốc vào hôm 28 tháng 5 đã tuyên án tử hình đối với cựu tổng giám đốc một công ty quản lý tài sản nhà nước vì nhận hối lộ tới 152 triệu đô la dù đã lập công chuộc tội. Theo đó, ông Bạch Thiên Huy, 53 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoa Dung, là một công ty nhà nước. Công ty này trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của Trung Quốc. Ông Bạch đã bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và bị tuyên án tử hình. Dù rằng, theo kết luận tại tòa, ông Bạch Thiên Huy đã tố cáo hành vi phạm tội nghiêm trọng của các cá nhân và cung cấp manh mối quan trọng để phá các vụ khác. Ông có biểu hiện lộc công lớn, song những hành động này chưa đủ cơ sở để được hưởng khoan hồng bởi theo hội đồng xét xử cho rằng số tiền nhận hối lộ của Bạch Thiên Huy là vô cùng lớn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động rất xấu về mặt xã hội, gây thiệt hại nặng nề cho lợi ích quốc gia và người dân. Ban lãnh đạo Bắc Kinh của ông Tập Cận Bình đã áp dụng luật pháp nghiêm minh, thực sự không có vùng cấm hay các cá nhân ngoại lệ. Nếu so sánh với thực tiễn chống tham nhũng của Việt Nam thì trái ngược hoàn toàn, khi tài sản tham nhũng bị thu hồi thì được coi là khắc phục hậu quả để làm cơ sở giảm án. Đây là điều công luận phản đối và coi đó là một hình thức chạy án công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Xuất phát từ chủ trương hết sức sai lầm của Tổng Trọng, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, hay không sung sướng gì khi kỷ luật đồng chí của mình. Thậm chí một chủ trương tha bổng đã được nghị quyết hóa bằng thông báo số 20. Theo đó, từ cấp ủy viên Trung ương Đảng trở lên, nếu đã tham nhũng nhưng khắc phục đến 2/3 hậu quả, thì sẽ được xử lý hành chính thay vì kỷ luật đảng, chứ không bị xử lý hình sự. Theo giới thạo tin, chưa có giai đoạn nào trong nội bộ của đảng đã để xảy ra tình trạng chạy chức, mua ghế, diễn ra trầm trọng, công khai như những năm ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư. Danh sách tái cơ cấu các ủy viên Bộ Chính trị thường do một vài cựu ủy viên nhúng chàm, bởi vì nếu Tổng Trọng không có chủ trương tha toàn tham, thì khi ra trước tòa các đàn em của ông Trọng thành khẩn khai báo, thì ai sẽ chết đây? Đó là lý do người ta tiếc cho Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vì một phút lơ là đã làm hỏng đại sự. Lẽ ra trước khi buộc bà Trương Thị Mai từ chức phải cho bắt trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt theo kịch bản là bắt trợ lý để buộc thủ trưởng phải ra đi. Tương tự như Vương Đình Huệ cũng vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao là một bản sao của Trung Quốc nhưng Tổng Trọng chống tham nhũng thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Liệu Tô Chủ tịch và Bộ Công an có để cho Lê Minh Hưng được yên hay không? Ngay trong ngày đặc biệt đầu tiên của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 73, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, nhân vật số 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động xin thôi chức trước những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Sau khi bà Mai từ chức, số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 chỉ còn lại có 12 người so với con số 18 sau Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Đây là sự khủng hoảng nhân sự cấp cao lớn nhất trong lịch sử 94 năm hoạt động của Đảng. Tổng Trọng trên tư cách trưởng tiểu ban nhân sự các kỳ đại hội Đảng là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những vấn đề về nhân sự tệ hại như vậy. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 trên tổng số 6 ghế ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 còn đang bỏ trống, bao gồm ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài. Theo đài BBC, ngoài việc đưa bầu vào Bộ Chính trị, nhóm những nhân vật quyền lực nhất, ông Lê Minh Hưng đã được cử thay cho bà Trương Thị Mai đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hưng, 54 tuổi, quê tại Hà Tĩnh, là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi vào Bộ Chính trị, ông Hưng là chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông được cho rằng là một nhân vật thân cận với Tổng Trọng và là thành viên của Ban Bí thư. Được biết, ông Lê Minh Hưng từng có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ 2016 cho đến năm 2020. Đáng chú ý, khi vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã được đưa ra sơ thẩm, công luận đã có những câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với thống đốc Lê Minh Hưng. Bởi giai đoạn ông Hưng làm thống đốc đã xảy ra những sai phạm rất nghiêm trọng của bà Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan là vụ án tham nhũng, lũng đoạn nhà nước lớn chưa từng thấy, đã gây ra các hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát, một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam đã nói với đài BBC rằng: "Tôi nghĩ ông Lê Minh Hưng nên có trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được vấn đề, dù không phải là người mở màn cho sai phạm, nhưng tôi chắc rằng ông ấy phải nhận thấy vấn đề và lẽ ra phải ngăn chặn nó." Theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo Đỗ Thị Nhàn do nhận khoản tiền 5,2 triệu đô la và sau đó đã hướng dẫn ban lãnh đạo ngân hàng SCB xóa dấu vết về các sai phạm cho vay và đã bỏ qua không xử lý nhiều sai phạm của ngân hàng này. Theo giới quan sát, với số tiền 5,2 triệu đô la nhận hối lộ, không chỉ một mình bà Nhàn hưởng mà chắc chắn bà phải chia chác cho nhiều người khác, kể cả lãnh đạo cấp cao nhất là thống đốc ngân hàng nhà nước. Đó là lý do vì sao sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB với bản án tử hình cho bà trùm mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Lê Minh Hưng đã nóng đít và Tổng Trọng không yên, hay Tổng Trọng sẵn sàng mất hàng trăm triệu tỷ cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để cứu Lê Minh Hưng, vân vân. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ lúc đó, nguyên là Tổng Giám đốc Việt Tiên Băng, đã bị xử lý kỷ luật với cáo buộc có 3.000 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng. Kể cả cổ phiếu đầu tư thì tổng tài sản lên tới 4.000 tỷ đồng. Nguồn tin hành lang còn tiết lộ Lê Đức Thọ phân bua rằng ông ta bị các đồng chí trong đảng đánh hội đồng. Ông làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện là chánh văn phòng của Trung đảng, một nhân vật thân tín và là tay hòm chìa khóa của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng ngay từ đầu, việc Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn, theo yêu cầu của Tổng Trọng với mục đích cứu Lê Minh Hưng, một nhân vật được ông Trọng tin tưởng nhất mực. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Do đó, nếu Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn bí mật điều hành Bộ Công an và các chân rết của mình, thì có lẽ Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung đảng, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng khó có thể được an toàn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Liệu Tô Chủ tịch
và Bộ Công an có để cho Lê Minh Hưng được yên hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de